Công ty cổ phần Tinta với trụ sở chính tại 225 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng chi nhánh tại số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy tại lô 3, đường số 10, khu công nghiệp Sóng Thần 1, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Công ty cổ phần Tinta chuyên sản xuất lắp dựng các loại dàn không gian inox, dàn không gian thép, dàn không gian nhà thi đấu, các sản phẩm inox công nghiệp và inox xây dựng, mang thương hiệu Tinta, một niềm tin Việt Nam, bảo hành đến 10 năm. Bên cạnh đó, Tinta còn chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm như kệ, bồn inox công nghiệp, cổng xếp inox, xích đu inox, lan can, cầu thang, bàn ghế inox, cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu. Công ty cổ phần Tinta là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất lắp dựng các loại dàn không gian inox, dàn không gian thép, dàn không gian nhà thi đấu với công nghệ đạt tiêu chuẩn châu Âu.